Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 5 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, chúng ta đã biết cái tháng 5 âm lịch nó khởi từ ngày 18 tháng 6 dương lịch và gì? Âm lịch nó sẽ là ngày mùng 1 tháng 5. Thì ngày mùng 1 nó là ngày đinh mùi, tháng 5 là tháng đủ, Đấy, nó là tháng là tháng mậu ngọ. À, trong tháng 5 âm lịch thì sẽ có hai tiết là tiết mang chủng và tiết hạ trí và để tìm ra những ngày tốt nhất trong cái tháng năm lịch thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần phải loại bỏ tất cả những ngày xấu cần tránh trước, sau đó chúng ta sẽ gì? Tìm ra những ngày tốt. Những ngày xấu cần tránh trong tháng năm lịch bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thứ nhất là ngày tam lương. Ngày tam lương sẽ có bao gồm những ngày sau này, bao gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 trong cái tháng 5 thì nó sẽ là ngày ngày kỷ dậu. Ngày mùng 8 thì nó sẽ là ngày giáp, ngày giáp dần. Ngày 13 thì nó là ngày kỷ mùi. Ngày 18 nó là ngày giáp tý. Ngày 22 thì nó sẽ là ngày mậu thìn và cuối cùng là ngày 27 thì nó là ngày ngày quý dậu. Đó là những ngày tam lương cần tránh, sáu ngày tam lương cần tránh đầu tiên. Ngày xấu thứ hai mà chúng ta cần tránh đó là gì? Ngày nguyệt kỵ, ngày nguyệt kỵ sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14 và 23, mùng 5, 14 và 23. Thì ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào cái ngày tân hợi. Ngày 14 thì nó là ngày là ngày canh thân. Và ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày rơi vào ngày kỷ tỵ đó, đó là những ngày xấu cần tránh. Tiếp theo, ngày xấu thứ ba chúng ta cần kỵ đó là ngày con nước. Ngày con nước bao gồm ngày mùng 9 và ngày 23. Thì ngày mùng 9 nó rơi vào ngày Ất Mão. Ngày 23 thì nó là ngày Kỷ Tỵ, nó trùng với lại ngày gì? Ngày Nguyệt Kỵ. Tiếp đến ngày xấu thứ tư chúng ta cần tránh là ngày Dương Công Kỵ. Thì Dương Công Kỵ trong cái tháng 5 âm lịch nó là ngày mùng 5. Ngày mùng 5 thì nó trùng với ngày Nguyệt Kỵ đúng không ạ? Nó là ngày nó là ngày Tân Hợi. Tiếp theo chúng ta cần loại bỏ ngày xấu thứ năm là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 5 thì nó là ngày thân sẽ có 3 ngày mùng 2 là mậu thân, 14 là canh thân và 26 là ngày là ngày nhâm thân. Thì ngày canh thân này thì bị ngày 14 thì bị trùng với ngày trùng ngày nguyệt kỵ, chúng ta lại bỏ rồi. Như vậy ngày thân chúng ta cũng sẽ không dùng được. Tiếp đến là ngày thứ 6 chúng ta loại bỏ đó là ngày thụ tử. Ngày thụ tử trong tháng 5 ấy thì nó sẽ là ngày ngày tí. Ngày tí sẽ có 3 ngày mùng 6 là nhâm tí này, 18 là giáp tí và 30 là ngày bính tí. Thì ngày tí trong tháng 5 lịch nó là ngày gì thụ tử thì chúng ta không nên dùng. Hơn nữa, trong cái tháng 5 năm lịch thì cái ngày tí nó là ngày nguyệt phá luôn vì nên trong tháng năm ấy cái ngày tí nó cực kỳ xấu tốt nhất là các bạn nên tránh xa nhé và tiếp theo ngày thứ 8 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thiên địa chuyển sát thiên địa chuyển sát thì trong tháng tháng 5 năm lịch ấy nó là ngày bính ngọ và ngày mậu ngọ bính ngọ thì trong tháng này không có mậu ngọ thì nó là ngày nó là ngày 12 thì chúng ta cũng không nên dùng đó đó là tất cả những cái ngày xấu mà chúng ta cần tránh để chúng ta chọn ra được những ngày tốt nhất À, sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là đồng công trời nhật đúng không ạ đồng công trời nhật à, trong cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra những cái ngày tốt nhất trong cái tháng 5 năm âm lịch Đã. thì quý vị biết đấy tháng 5 năm âm lịch thì nó là ngày là tháng là tháng gì tháng mậu ngọ tháng mậu ngọ thì kiến thệ ngọ ngày ngọ Trực kiến Đã. thì ngày giáp ngọ được gọi là ngày thiên xá thì giáp ngọ trong tháng này không có ngày giáp ngọ không có à, tuy có chuyển sát nhưng mà làm mai táng được thứ cát Đấy. các ngày ngọ khác thì mai táng không có lợi nếu dùng thì sẽ bị cô quả bị gì thị phi khẩu thiệt quan tư kiện tụng Đấy. nói chung là tháng 5 thì ngày ngọ bị gì chuyển sát nên mọi việc đều xấu không nên dùng như vậy là gì tháng 5 xấu không nên dùng nhé tiếp theo là ngày mùi ngày mùi là ngày trực trừ đúng không trực trừ thì riêng ngày ất mùi thì bất lợi cho mọi việc hôn nhân khởi tạo khai trương nhập trạch nó chủ về gì tổ nhân khẩu tài bệnh và bệnh tật còn các ngày mùi khác thì làm việc nhỏ thì được thứ cát. Như vậy là gì? Trong tháng 5 này chúng ta có ngày thứ cát làm việc nhỏ. Đó là ngày mùng 1 là ngày đinh mùi thì là được thứ cát đúng không ạ? Tôi ghi vào đây nhá. Ngày thứ cát ghi là đây ngày thứ cát là ghi ngày mùng 1 này là đinh mùi này. Thì được thứ cát đúng không ạ? Ngày thứ hai là ngày 25 ngày tân mùi. Tân mùi dùng thì được thứ cát. Đó. Tiếp theo ngày thứ ba chúng ta xét là ngày thân. Ngày thân là trực mãn, nó phạm vào ngày ngày sát chủ. Hơn nữa là Đồng Công cũng có nói về người thân này Người thân thì được thiên phú Được thiên hỷ tốt Ngày giáp thân, ngày bính thân Thì ngày mậu thân thì nên an táng Giáp bính mậu đúng không Thì nên an táng Thì ngày mùng 2 nên an táng Khởi tạo hôn nhân, nhập trạch, xuất hành, khai trương thì rất tốt Thì được thứ cát Nhưng không nên động thổ Ngày canh thân thì chỉ nên an táng Chẳng nên tu tạo, nhập trạch Ngày nhâm thân là ngày tẩy trần đấy Ngũ hành vô khí không dùng được Tuy là ngày có thể an táng Nhưng mà vì tháng làm cho bất lợi Như vậy là gì? cái cái ngày thân thì cũng không nên dùng đó tiếp theo chúng ta xét đến ngày tiếp theo là ngày dậu ngày dậu là trực trực bình ngày dậu trực bình thì phạm tiểu hồng Sang lại có chu thước câu giáo việc đến châu tinh mắc vào việc thì quan kiện tụng tổn hại gia trẻ kẻ ở nhà thì bị trôi giặt lênh đênh để không dùng là tốt hơn như vậy ngày dậu cũng sẽ không nên dùng tiếp tục ta xét đến ngày tốt ngày tốt là trực trực định đó ngày tuất trực định thì ngày giáp tuất mậu tuất canh tuất ngày giáp tuất mậu tuất và ngày canh tuất thì có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng kim ngân bảo tạng điền đường khố châu tụ lộc giá mã hàm thánh các cát tinh đồng chiếu là ngày đại cát nên khởi tạo hưng công động thổ khai trương nhập trạch mai táng được gia quán tấn chức để tăng điền địa tấn nhân khẩu sinh con quý đại vượng đó như vậy là gì đầu tiên chúng ta có ngày mậu tuất và ngày canh tuất giáp tuất mậu tuất canh tuất thì là rất là tốt như vậy đầu tiên chúng ta có ngày ngày tốt đầu tiên này, đại cát này là ngày mùng 4 này, là ngày canh tuất ngày tốt thứ hai là ngày 28 28 là ngày giáp tuất đó đây là hai ngày đại cát nhé đại cát là hai ngày tốt đó thì tiếp theo là ngoại trừ ngày bính tuất ngày nhâm tuất bị sát tầm nhiều trung cung thì dẫu có cắt tinh hóa giải cũng khó được nên giải chừng như vậy là gì ngày nhâm tuất thì bị sát tập về trung cung chúng ta cũng sẽ không nên dùng Đó. tiếp theo chúng ta xét ngày hợi ngày hợi thì là trực trực chấp ngày hợi thì ngày ất hợi thì là sửa chữa nhỏ thì được thứ cát ngày đinh hợi kỷ hợi thì cũng là thứ cát tân hợi thì ngày âm phủ quyết hiển quý hợi là người cùng của lục giáp lại thêm ngày tránh tứ phế ngũ hành vũ khí không nên dùng như vậy là ngày 29 nhá ngày 29 thì chúng ta cũng chỉ làm những việc nhỏ thôi sửa chữa nhỏ thì được đó, ngày 29 là ngày ất hợi. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày à, tiếp theo chúng ta xét đến ngày tí. Ngày tí, ngày tí thì bị phạm vào nguyệt phá và bị phạm vào ngày thụ tử. Thì trong đồng công cũng nói này, ngày tí thì phạm vào Trực phá này, phạm thiên tặc, không nên tạo tác an táng nhập trạch hôn nhân. Các việc bị quan phi, phi kiện tụng, tổn lục xúc, ruộng vườn chẳng thâu, là ngày đại hung. Ngày nhâm tí lại bị thêm tránh tứ phế, xấu lại càng xấu, trăm việc không có lợi không nên dùng, tuyệt đối cần tránh xa. Như vậy là ngày tí chúng ta không dùng được. Tiếp đến chúng ta chọn đến ngày xỉu. Ngày xỉu là trực trực nguy. Ngày xỉu trực nguy thì ngày đinh xỉu thì không thể hôn nhân tạo tác khai trương. Nếu dùng thì dụng vườn chẳng thâu, tài vận thì bị thoái, bị nạn cọp rắn gây thương tích, nhiều sự hung hiểm. Các ngày xỉu khác cũng không tốt, bị tổn độc xúc chiêu quan tư. Vậy nên là không nên dùng những ngày xỉu xấu không dùng nhé tiếp đến ta xếp ngày dần ngày dần thì trực trực thành trong ngày dần thì có gì có được huỳnh sa và có thiên hỷ ngày bính dần ngày 20 có thiên nguyệt nhị đức đấy ngày canh dần mậu dần giáp dần thì có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng kim ngân khố lầu ngọc đường bảo tàng các các tinh đồng chiếu nếu hương công động thổ dựng cột gác đoàn rông trong vòng 60 đến 120 ngày thì tăng điền địa tấn nhân khẩu Xanh con quý đại vượng, gia môn thì ngày càng hương thịnh, đường đời an ổn là tốt đẹp đại cát. Duy chỉ có ngày nhâm dần có cát tinh nhưng bên trong ẩn tàng những cái sát tinh nên là chỉ được thứ cát mà thôi. Như vậy là chúng ta có ngày gì? Ngày giáp, ngày giáp dần và ngày bính dần. Giáp dần và bính dần thì là ngày đại cát. Như vậy là trong cái tháng năm lịch ấy, chúng ta ngày dần chúng ta có hai ngày tốt nữa là ngày mùng 8 là ngày giáp dần. Và ngày 20 là ngày bính dần. Đó, đó là những ngày tốt. Tiếp theo chúng ta xét ngày mão. Ngày mão thì phạm vãng vong, có châu thước cốc giảo, bị tiểu tiểu nhân hình hại, tai họa liên miên. Chiêu quan tư tổ nhân khẩu, thị phi khẩu thiệt, tổn lục xúc trăm việc không nên dùng là ngày đại hung, vì trên ngày mão chúng ta không dùng được. Tiếp theo đến ngày thìn. Ngày thìn ấy thì được thiên thành, ngày bính thìn ngày mùng 10 thì có thiên đức nguyệt đức. Ngày canh thìn Nhâm thìn thì có Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các các tinh đồng chiếu nên dùng thì việc được tăng điền địa tấn nhân khẩu sinh con quý tử là ngày đại cát duy chỉ của ngày mộ thìn và ngày giáp thìn thì bị sắp tập nhập trung cung vậy nên không nên dùng là ngày đại hung như vậy chúng ta có thêm một ngày tốt nữa đó là ngày ngày mùng 10 nhé 10 là ngày bính thìn đó bính thìn là ngày đại cát này đại cát đó cuối cùng ta xét ngày tỵ ngày tỵ là trực trực bế ngày tị trực bế ngày tỵ thì ất tỵ và tân tỵ Ất Tỵ và Tân Tỵ có Huỳnh La tử đàn. Các cát tinh cùng chiếu nên hưng công động thổ tạo tác, sửa chữa, xuất hành thì được đại ích gia môn, con cháu hưng thịnh. Ruộng vườn thì bội thu, nhân khẩu an vượng là ngày đại cát. Những ngày tỵ khác thì cũng không tốt lắm. Như vậy là gì? Chỉ có ngày Ất Tỵ, ngày Tân Tỵ thì Ất Tỵ, Tân Tỵ thì trong tháng này không có. Như vậy những cái ngày tỵ khác cũng không tốt. À, như vậy chúng ta đã vừa sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ra những ngày tốt trong tháng năm lịch và chúng ta đã tìm được gì? 5 ngày tốt. 5 ngày đại cát đúng không 5 ngày đại cát trong cái tháng năm lịch để các bạn làm mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có 3 ngày, ba ngày thứ cát nữa để các bạn có thể chọn được dùng nó cũng được may mắn cho những việc nhỏ. Đó. Thì đây là những cái ngày tốt trong tháng năm lịch thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái ngày phù hợp nhất. Lựa chọn cho mình một ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và hanh thông, cũng như là mình sẽ chủ động hơn trong cái công việc mà chúng ta định làm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình bên cạnh đó quý vị muốn tìm hiểu thêm về nghề sách nghề tốt toàn thư thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline là 9119 để được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này đó. À, xin cảm ơn